Hello everybody, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau pack for Singapore, đóng gói cho Singapore. Thế thì như các bạn thấy là ở trong trên giường mình có rất là nhiều đồ, rất là nhiều quần áo, skincare, makeup and my dog too. This video is gonna be very chaotic. Thì chúng mình sẽ cùng nhau soạn xem là mình sẽ mang thứ gì đi. Thì mình đã không hiểu là mình overpacking or underpacking. Trip to Singapore chúng mình sẽ last trong vòng 4 days. So, let's do it together. Và bây giờ cháu Xuân đã quyết định chuyển chỗ nằm. Oh no. Hello Xuân Xuân. Xuân Xuân. Hư quá đi mất. Dã man. Đầu tiên là mình sẽ mang theo cái off shoulder crop top này của H&M. Floral off shoulder dress from Elise để mình đi biển. Mình còn có một cái item này mà mình mua từ Shopee, giá rất là affordable, rất là xinh, rất là girly. Nó là off shoulder top à, và mình đặc biệt rất là thích chiếc quần này mình mua từ Shopee. Cái quần này là high waisted trousers, mình mua với giá là 250.000, rất là affordable à, và mình có cái set pastel này mình mua từ Elise. Mình có chiếc quần này, chiếc quần short này thì nó có cái nơ ở đây. Và ở trong thì mình có cái áo crop top xinh xinh thế này. Và khoác ngoài là một cái chiffon shirt, rất là xinh, rất là transparent. Mua được cái chiếc top siêu cute này, buộc nơ như công chúa vậy. Và nó nơ cheap, nó chỉ 100k và nó rất là lấp lánh sang chảnh. Đấy, can you see? Cái corset này siêu đẹp luôn. Đây, cũng từ Shopee. Giá là 180k, siêu cute, mình siêu thích. Thì mình sẽ mặc cái áo này với cả chiếc quần high waisted trousers vừa nãy và khoác thêm chiếc áo này cho nó sexy but not too revealing. Mình sẽ mang cái bodycon dress này của mình đi rất là sexy again, nhưng mà nó cũng không hở quá bởi vì nó dài ấy. Quite elegant. Hai cái t-shirt này của bò sữa Bookshop và một bộ pyjamas này bằng chất liệu satin mình cũng mua từ Shopee và nó cũng rất là rẻ, khoảng 100k gì đấy thôi, mà kiểu chất cũng mềm mại với cả trông rất là sang chảnh. Can you see? Tất nhiên thì mình sẽ pack cả undergarments as well. Mua cái mũ này từ Shopee để đi đội cho đỡ nắng. What do you think? Tôi mua hai cái bờm nữa. Thì đây là cái bờm tóc giả để cho tóc dày hơn. Kiểu như là mình có đủ tóc để dưới, xong mình có một rất là nhiều tóc nữa mình vắt ở trên ý. Thì mình không kiểu là có xinh không? Ok. À, trông cũng được. À, tiếp là bờm này hai cái lủng liểng ở đây. Ok, let's see. Let's try it on. Gương xem. Đấy. Thì nếu mà bạn vuốt tóc mình như thế này, hoặc là mình vuốt tóc mình thì bạn có thể thấy là sợi tóc lấp lánh nó lấp ló đâu đây. Okay, thì tiếp theo thì mình có những cái túi này thì mình đã sắp xếp vào rồi. Thì trong cái túi này là mình đựng đồ makeup của mình, thì có đây là eyeshadow palette. Đấy, powder, phấn phổ, lipsticks. Và còn cái túi này là túi bathroom items thì mình có cái này. Cái này là facial wash, cái này là shampoo, conditioner, toothpaste. Thì tối mình dùng xong mình sẽ sắp thêm vào đây nữa. Foundations của NARS, của Bonjour. I don't know whether I pronounce that correctly or not. Đây là tinted moisturizer của Bare Minerals mình đã chiết ra. Đấy, xong rồi, ta-da. Thì cái này vừa có kem chống nắng, nó vừa phủ một chút chút ít ít vào buổi sáng. Thì để đỡ phải make up mình có các thể loại brushes đấy có eyelash color thế thôi. Cái này là gimbal, wow, thì dùng để chúng mình sẽ quay vlog ở Singapore. Mình có sunglasses mình cho vào đây để nó đỡ bị xước ế. Tada. Next one thì mình có các cái thiết bị linh tinh devices ở đây. Cái này là Travel Universal Adapter để dùng cho nước ngoài. Cái này là AirPods để nghe nhạc trên máy bay. And it's fake, by the way. Next one thì mình đây. Cái túi này thì mình đựng đồ skincare. Mình có toner, serum, sunscreen, deodorant. Cái này là sunspray để mình dùng cho người. Cái này là Furio Bear, máy massage mặt. Đây là hand cream
để mình dùng thay cho body lotion luôn. Cái này là lip balm và cái này là perfume bé để đỡ bị vỡ. Đấy, very cute. Ok, thì ở trong này là mình để thuốc. That's it. Và cuối cùng thì mình đã pack đồ hơi xong xong. Ta-da. Thì mình có cái suitcase của mình sẽ để là hành lý checked baggage, mình sẽ ký gửi nó. Còn cái ba lô này thì mình sẽ đeo để mình lấy những cái đồ cần thiết trên máy bay ấy. Thì mình sẽ show cho các bạn ở trong cái ba lô nó có cái chi. Ok, let's do it. Thì trong cái ba lô này thì mình có để các đồ cần thiết. Thì make up bag của mình để mình touch up khi nào mình muốn quay vlog cho xinh. Next thì đây có cả tai nghe các thứ linh tinh ở trong này. Có cả ổ điện nữa. Và trong này thì mình để cả sunglasses của mình ở trong cái hộp này để mình đeo đi khi mà bị khi mà bị chói mắt. Đấy, hoặc là đeo thì đây xem cho xanh điệu cũng được. Mình có cái mirror, cái gương to để mình soi mặt mình cho rõ. Và còn cái gì nữa không nhỉ? À đây, và có cái gimbal ở cái compartment này để mình dùng để mình quay vlog. Mình cũng chưa biết dùng lắm nhưng mà anyways. Đây thì mình sẽ cho vào cái này. Mình sẽ đóng cái này vào như thế này. Mình sẽ đây như này và mình sẽ mình sẽ đeo nó như thế này để đi chơi xí ở trên máy bay. Và sẽ đeo kính vào trông cho xanh điện. À, đội mũ như thế này. And I'm ready to go tomorrow. Bye bye everybody. Hẹn gặp các bạn. See you in Singapore. Và cảm ơn các bạn đã pack của mình. Thank you for packing with me. Love you.